Đúng rồi, làm mất sự trong sáng tiếng Việt. Cả chục bài báo, trăm bài báo ấy. Bao giờ có báo về mấy cái ngôn ngữ kiểu này mà. Cái này là cái chữ gì? Em muốn phân xích lô anh hả? Nghe kỳ không? Nắng chiều lung linh muôn sao vàng. Tao xin lỗi anh được chưa? Hello. Hello. Chào mừng các bạn quay trở lại với những trò chơi nhạt nhẽo. Game này dành cho người lớn tuổi, có người lớn tham gia. Chỉ có người lớn tuổi mới được chơi, người nhỏ không được chơi. Người già, nó đứng chính lại là không phải người lớn tuổi mà người già mới được chơi. Thế là bảo tụi này già đúng không? Không, anh già. Gen Z là tính từ 96, tính từ em vẫn Gen Z. 96. Anh em phụ huynh chúng tôi sẽ ngồi đây để cùng các bạn thử đoán ngôn ngữ của các bạn Gen Z bây giờ, các bạn tuổi teen. Và ban tổ chức chương trình đã phổ biến luật chơi là tụi mình sẽ đoán trong vòng 6 giây và ai mà trả lời thua thì sẽ chưa bắt đầu luôn. Mình ngồi đây cho đủ đội hình thôi. Tất cả các game gọi là game tuổi thơ hay là game giới trẻ hiện nay lúc nào cũng có em, vì bọn nó coi em là già lắm rồi. Ok, chúng mình em đọc trên mạng xã hội Facebook rồi chị ạ. Chị chịu đấy. Hôm qua chị vừa nghe mà. Chị thề chị quên. Nhớ lại. Hôm qua chị nhớ rồi nhưng mà hôm nay chị lại quên rồi. Theo chị khum rồi. Khum. Khum ăn trong. Khum à? Khum là gì? Kè chiêu. Tiếng Thái à? Ơ khum ta. Khung ca. Anh nghĩ là lắng nước từ khắm. No. Chó cái gì mà thương cái từ đấy. Thực ra thì cũng có nét dễ thương ấy. Không, đứa nào nó xinh mà nó đẹp trai thì nó sẽ dễ thương. Đúng rồi. Còn anh thì không rồi. Em thì chắc là hơi khum. Không. Khùng. Không. Mày đánh con Hằng giết mày qua đây mày quay cái tay. Khung. Không. Là... Chằm. 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 Là ngày xưa TV hay có mấy cái chương trình gọi là phản đối về cái việc đúng rồi làm mất sự trong sáng tiếng Việt, cả chục bài báo, trăm bài báo ấy. Bao giờ có báo về mấy cái ngôn ngữ kiểu này mày? Cái này là cái chữ gì? Chữ N là thủy ngân à? Đâu thủy ngân là HG chứ. Chữ N là thép à? Hả? Chầm kém là gì? Chầm cám không? Bây giờ mình lại quay trở lại với ký ức hóa học của mình vào những năm cấp 2, cấp 3. Thì ZN là gì? ZN kẽm. Đúng thế, chầm kẽm. Chầm kẽm. Chầm dầm là chầm kẽm thôi. Không ăn gian được, không ăn gian được. Chầm cảm, chầm kẽm là chầm cảm. Ủa cái chầm kẽm này, trời ơi, chỗ có chầm kẽm luôn. Cái này là kẽm. Em học dốt hóa, em không biết cái từ này. Trời ơi, bây giờ Gen Z cũng học giỏi hóa quá ta. Mình hay suy nghĩ như một Gen Z em. Ok anh. Chắc là Gen Z đấy, là chúng ta thấy là chuộng tiếng Anh và chuộng hóa học đúng không? Cái lô là tiếng Anh là cái gì nhỉ? Tiếng Anh là Cicolo à? Đó, vẫn là Cicolo từ tiếng Pháp. Cái này em không biết này. Phanh xích lô. Phanh chị hay đọc Phương Anh thành phanh thôi. Thế phanh xích lô à? Sao khó đấy nhỉ? Là Phương Anh đi xích lô. Phanh xích lông. Nó đặt luôn rồi. Phanh xích lô. Là cái gì trời? Cái này anh biết. Phanh xích lô là kiss, kiss là hôn đó. Cái này em rất hơi sản đúng không? Thế em nghĩ là gì? Em về tối cổ. Không, em không đoán được. Kiss. Kiss thì là gì? Kiss là hôn. Đúng rồi. Là hôn. Là hôn, phanh xích lô là. Tao phải đánh hai cái. Trừ cho cái nãy mày đánh tao. Già người ta chơi. Ủa? Phanh xích lô. Chứ bây giờ nếu mà phân tích cái từ phanh xích lô là kiểu phanh á thì là nó hãm lại thì kiểu hãm giống như anh Tân hay nói thì còn hợp lý chứ cái này giới trẻ. Ừ. Đừng hiểu. Đừng tìm hiểu về giới trẻ, đừng. Dừng lại ở đây đi. Phanh xích lô mà hôn á, what the. Hôn. Tại sao thế? Tiếng bởi vì tiếng phanh của xích lô ấy là kít. Phanh lại thì sẽ có tiếng kít đúng không? Kít là bằng kít. Là hôn. Tức là khi mà mình phanh thì sẽ có tiếng kít. Nhưng mà tại sao lại có phải phanh xích lô? Phanh nào chả kít. Phanh nào mà chả kít. Không phiệt. Không logic. Không hiểu luôn. Trời ơi, Gen Z mà làm được một cái cuốn từ điển chắc chết. Ủa, tao tưởng Gen Z lười nên là mới làm cho nó ngắn lại để viết cho giấy cái này dài hơn. Dài vậy thôi. Ghi luôn là hôn hoặc kít. Thì cái này dùng trong ngữ cảnh nào? Em muốn phân xích lô anh hả? Nghe kỳ không? Cái gì? Chú hề gì ạ? Chú hề, cái này là em nhớ là các bạn hay chế từ hình con chó. Từ group của con chim ấy. Nhưng mà cái từ này nhìn còn dễ này. Nhưng mà nhất định là phải viết kiểu này ấy hả? Đúng thì mới cu te đúng không? Chờ múa hờ mề. Chùa.
cái này thì easy rồi, chồng búa ở mẹ thì đây đây, cái này là anh Huy này, chú hề này. Chú hề, hài hước. Nhưng mà anh không biết là cứ thêm chữ M vào là sao. Ừ là sao không hiểu luôn á. Chú hề. Ê cái này kiểu rất là dễ mà không kịp đánh luôn á. Đừng có cầm lên. Người hài hước. Lem lem. Ôi thì là lem lem rồi. Ủa cái này ghen, cái này ghen mình mà ghen y mà. Bây giờ nó thành một cái từ luôn á ha, một cái lên, từ lên, mà lên. không cần phải phải phân tích luôn đó là. Ồ lem quá lem quá. Mà lem lem ngon. Ngon. Đều. Ủa alo. Khoan. Mày đánh tao mà mày hòa, mày đánh tao mà mày hòa không mày? Lem lem, cái này thì cũng easy rồi, cái này thì mình. Ờ được rồi, hôm trước đã được Phúc bổ túc văn hóa cho rồi nên biết từ này rồi. Ví dụ như là nhìn em là mờ lem này. Thôi Mờ lem thì chị có nghe rồi. Kiểu trông ngon. Mờ lem lem ấy. Perfect hả? Trời nó sung sướng ghê luôn á, tuổi già làm như nó chỉ sung sướng là nó được đánh vui á. Cái niềm vui nhỏ, niềm vui của mình nó nhỏ nhoi, nó đánh đựng hư mình vui vậy. Cái này cũng dễ, cái này là chữ perfect này, nhưng mà nó biết được cái kia. Rồi ok. Nhưng mà từ sau anh thấy kiểu thảo nó ghi chữ perfect còn nhanh hơn, ghi này còn thấy. Cái này mà anh viết chữ perfect nhưng mà anh để việt kỳ, anh cách dài nó thành cái chữ này. Đấy, nó kiểu kiểu thế. Thế là mấy cái từ này nó không hề có một quy luật chung gì hết, nó viết sao nó viết vậy. Ừ. Tức ghê luôn á. Cái này là lỗi việt kỳ này là. Đúng rồi, ngày xưa mình tin code là mình có chữ Y là thay bằng chữ đúng. J này rồi chữ C là thay bằng chữ K rồi là chữ gì nhỉ, đang, ví dụ đang thì sẽ bỏ chữ N đi, chỉ ghi là D, A, G thôi đúng không? Tức quá, OCD quá. Lại cuộc sống, đã chết, đã đời. Đúng rồi. Đã, tôi không muốn đánh luôn. Tôi không muốn đánh. Kìa. Nghĩa là mình thắng nhưng mà mình không cảm thấy đây có thuyết phục nha mọi người. Ủa nhưng mà sao kiểu mình thấy mình cũng tham gia rất là nhiều trang trên Facebook, kiểu hội những người không đỡ nổi, những người khó đỡ, xong rồi những cái hội đó, nhưng mà sao mình chưa bao giờ mình thấy những cái từ này hết. Đại diện tham gia hội nữa, đó là hội đại diện trên đấy. Đại diện nói vậy sao? Không, anh vô người ta không có cho anh vô. Đã đời. Qua đời. Lai là cuộc sống, lai đời là cuộc sống. Cuộc sống. Là cuộc đời đúng không? Ừ. À, đã đời. Em nói là qua đời. Này à, cái này hôm qua vừa mới đọc, cái này là cái trend ở trong một cái group mà gì nhỉ, cái gì tâm thần ngôn ngữ à? Đúng rồi. Nhưng mà em hôm qua em vừa thấy tâm thần quên bố là cái gì? Hình như là chết hay sao ấy? Lai là sống, quá khứ sống còn chết à? À đã rồi. Ôi rồi, ôi ta liền thật kinh mất đi. À, là vậy hả? Ừ đúng rồi. Xin lỗi. Đã quá dễ. Năng chiêu lung linh muôn sao vàng. Tao xin lỗi, tao xin lỗi được chưa? Tụi già tụi tôi chơi vậy á mọi người. Đánh cái. Xin lỗi, chắc xin lỗi à? Đúng rồi. Từ này thì. Mà tại sao lại biết là xin lỗi? Thích thể hiện giống như mình ngày xưa ấy. Dễ thương, đáng yêu. Ê cái này dễ quá luôn á. Dễ thương. Ủa nãy mình có nói rồi đó, dễ thương đó. Dễ thương. Dễ thương. Còn mang ngay dễ thương hơn dễ thương không? Dễ thương là dễ không à? Dễ thương à? Dễ không à? Dễ thương. Dễ thương á, dễ thương. Ủa bài con. Ủa rồi, anh em bắt đầu hiểu rồi, ngôn ngữ của Gen Z rồi. Chết rồi, cái này mình thì mình cũng tình cảm dùng cái này. Nghe gì lắm. Chết rồi. Mình đã lỡ chia tay người ta mất. Chia tay người ta mất rồi. Chết rồi. Mình đã nói chia tay người ta mất rồi. Fish. Cấu. Cấu bẩn. Cấu. Không, cấu cọc á. Thì cấu bẩn là cọc đó. Ủa cấu bẩn là cọc á. Ừ. Ủa tưởng cấu bẩn là kiểu dơ. Cáo bẩn là tụi cáo mà cáo chứ người đó dơ có đất tình trong móng tay đúng không? Hợp lý mà. Fishu. Fishu. Mình biết là gì? Thêm u vào. Con cáo. Hả? Cáo tu. Cáo á. Cáo. Oh my god. Trời ơi, tại sao lại dùng cái thứ. Cái từ thể loại từ thế này trời. Đây. Thay vì nó có từ cáu có 4 ký tự, 3 ký tự, đây nó viết hẳn từ 5 ký tự ra. Mất thời gian hiểu là cái gì nữa. Cái gì? 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 Cái gì?
em nhớ là em cũng đọc ở trên Facebook rồi này. Nhớ văn hóa người bức xì. Bức là to, bức. Bức xì là lớn. Lớn mà thêm cờ. Bức là bự, bự thêm cờ. Bực. Cảm ơn. Cảm ơn. Bức là bự. Bức là bự. Trời ơi, cái đầu của tôi. Bích là bự. Bự à? Nó cũng là bự à? Thêm xe. Bực. Đúng thế. Bực. Bực tức. Z là... Z là ok. Nhỏ hơn. Z là ok. Bình thường mọi người hay gõ một cái câu. Một cái gì đấy. Ba chấm vân vân và vân vân may may và may may. Z là cái gì? Z là buồn ngủ đúng không? Hay Z là lạnh? Kiểu cái Z ấy. À. Em đoán đi. Gì? 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 Vậy là ngủ. Ủa vậy? Cái gì vậy? Cái gì Z đó hả? Là chỉ cần một chữ thôi hả? Trời má. À, viết tắt, viết tắt. Có gì Z? Có gì Z? À, đúng rồi. Nếu mà trong câu câu này thì có thể... Nhưng mà viết mỗi chữ Z không có bảo là cái gì sao hiểu? À. Không. Bây giờ tôi cũng dùng cái này. Để tôi thấy nó rất là hay á. Vậy bình thường. Nó nhìn gọn lẹ. Không, nhìn nó rất là chất ấy. Tôi cũng thích chữ dậy. Bà đang hồi xuân đó đúng không? Tại sao nó lại là như vậy? Không, thật ra kiểu nếu mà tụi tôi thì tụi tôi nghĩ cái này cũng bình thường. Tại vì con bé nó vô chạy cũng lâu rồi á. Nó là chạy tâm thần đang ngủ nha mọi người. À, con bé nó nằm lùm trong đó cũng lâu rồi đó mọi người. Đó, nên nó vậy đó. Và các bạn thì sau khi mà tụi mình chơi xong, các bạn có đoán được từ nào không? Và các bạn nào vô hội người già với mình không? Mình làm một cái hội đi. Một cái hội đi. Kiểu giờ lên. Hội người cao tuổi còn được bảo tồn. Đó, và các bạn khi mà xem xong game này thì các bạn đoán được bao nhiêu từ, hay để lại bình luận bên dưới cho tụi mình nha. Nhưng mà nếu mà có ai mà biết trước thì cũng hay nói cho tụi mình biết luôn. Ok, và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau trên channel. Đừng quên like, share và subscribe channel. Bye.